Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lato AZ. Mình là Bình Minh và đây là Duy. Một tuần nữa lại qua đi và chúng ta vẫn chưa biết được kết quả ai là Tổng thống Mỹ. Nhưng chúng ta đã biết được câu trả lời cho những câu hỏi mà anh em để lại trên kênh của Lato AZ. Vậy thì hôm nay hãy cùng mình và Duy đi giải đáp những câu hỏi anh em đã để lại trong số hỏi đáp cùng AZ số thứ 2 này. Số thứ 12 này nào. Ok, vậy thì nếu có anh em những câu hỏi gì thì có thể để dưới phần bình luận để bọn mình sẽ tiếp tục tổng hợp và trả lời nhá. Ok, vậy để dài dòng vậy thôi, câu hỏi đầu tiên của bạn Sơn Tùng, không có MCP. Bên anh laptop 13 triệu CPU thế hệ 7 hiệu đang cao trong tầm giá, thì không biết có con nào để lựa chọn được không? Với 13 triệu thì hơi khó đấy. 13 triệu thì bạn có thể lựa chọn là MSI GL hoặc là GE62, 6VC hoặc là Dell 7559. Nhưng mà đây chỉ là thế hệ thứ 6 thôi, chúng ta sẽ có i5-6300H, đi kèm với đó là GTX 960M. Nếu như mà cao hơn một chút thì bạn có thể lấy thêm cả 7567 nữa. Và thường là máy tính của MSI, GL hay là GE thì khá là khó kiếm, nên mình nghĩ Dell có lẽ là một sự lựa chọn mà phổ biến nhất và dễ tìm kiếm nhất hiện nay rồi. Câu hỏi thứ hai của bạn Lương Thi Nguyễn. Hello hai bạn, giữa Asus TUF R5-3550, GTX 1650, 144Hz và Acer Nitro 5 2019 thì chọn máy nào? Và mình có một laptop nhà sản xuất cũng cho sẵn 1kg bus 3200, nhưng máy chỉ nhận bus 2400 và có cách nào để chỉnh bus trong BIOS không? Ở đây thì hai chiếc máy bạn đang phân vân thì đều sử dụng GPU là GTX 1650. Vậy thì điểm khác biệt nó sẽ chỉ đến từ CPU thôi. Với CPU của Nitro 5 thì chúng ta sẽ có i5-9300H. Còn đối với cả TUF thì chúng ta sẽ có R5-3550H. Thì ở đây i5 sẽ có hiệu năng đơn nhân cao hơn R5 khoảng 15%, hiệu năng đa nhân thì sẽ hơn khoảng 5%. Thực tế thì cho thấy là khi mà chúng ta chơi game hoặc là render thì i5 sẽ đều cho hiệu năng cao hơn. Ở đây thì nếu như mà bạn không chơi game FPS, yêu cầu có tần số màn hình, có tần số quét cao 144Hz của TUF thì mình sẽ lựa chọn Nitro 5 2019 hơn. Còn câu hỏi thứ hai của bạn là về RAM. Nếu mà bạn vào BIOS mà không thể chỉnh được bus thì bạn có thể update BIOS, hoặc là nếu như mà không thì chúng ta cần phải nhờ trung tâm bảo hành thôi. Câu hỏi thứ ba của bạn Nhật Linh Huỳnh. Cho em hỏi, muốn mua máy tầm 15 triệu để phục vụ tốt nhập cốt của ngành học công nghệ thông tin và chơi một vài game nhẹ thì được không ạ? Em cảm ơn ạ, chúc sau phát triển. Ok, đối với game nhẹ thì bạn học công nghệ thông tin nữa thì mình sẽ thường là khuyên sử dụng Latitude E7490. Cấu hình của chiếc máy này thì đủ dùng cho việc bạn sử dụng để học cốt và là chơi game nhẹ nữa. Chiếc máy này thì có bàn phím tốt này, màn hình tốt này, rất phù hợp. Ngoài ra thì RAM cũng có thể mở rộng nếu như là sau này bạn sử dụng để mà làm những cái project lớn hơn nữa. Và ngoài ra thì cũng có trong tầm tiền này là ThinkPad T470, mình nghĩ cũng là một sự lựa chọn khá là phổ biến hiện nay. Hy vọng là bạn sẽ tìm được mẫu máy ưng ý nhất trong tầm 15 triệu nhá. Tiếp theo câu thứ tư của bạn Yung Game. Cho em hỏi là lab em có sẵn cây RAM 8GB bus 3200 và em lỡ mua thêm cây RAM 8GB bus 2666 mà CPU chỉ tối đa đến 2900 thôi, vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Cảm ơn hai anh. Đầu tiên là nếu mà mình có RAM bus 3200 thì mình nên lắp thêm một canh 3200 nữa để giúp cho là nó đúng bus thì chạy nó sẽ có sự ổn định và cái khả năng hiệu năng nó đạt cao hơn. Và khi bạn lắp RAM bus thấp hơn thì sẽ khiến cho là cả cái RAM thanh RAM đằng kia nó lại kéo về bus về khoảng 266. Thế nên là CPU nó không được đạt được hiệu năng tối đa thì có lẽ đó là một điều khá là hiển nhiên. Và chính vì vậy cái giải pháp duy nhất là bạn phải bán cái thanh RAM 266 kia và mua một thanh RAM 8GB bus 3200 để sử dụng thì may ra là hiệu năng sẽ được có được ổn định nhất và chính xác nhất. Ok, và hy vọng qua câu trả lời thì bạn sẽ bán được thanh RAM 266. Câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Trần. Mong hai anh làm video so sánh giữa Dell G7-7590 và Acer Strix G512, nên chọn máy nào? Thanh hai anh. Nếu mà so mức giá chính hãng thì hai máy này lệch nhau rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà so máy xách tay thì không cần làm video so sánh đâu. Mình thấy là G7-7590 có build kim loại này, thiết kế nhìn nó khá là cao cấp, như gần như một chiếc Alienware. Đầu tiên là độ cứng cáp thì 0.3 và đó là phân khúc cao cấp nhá của dòng Dell G series. Thế nên là nếu mà về ba yếu tố trên thì chắc chắn Dell G7 này thì ăn đứt. Nhưng mà ROG Strix G512 thì có vài điểm mình rất là thích. Đầu tiên là tản nhiệt của chiếc máy này rất là tốt này, đèn RGB lung linh này. Được cái là nó nhẹ hơn con G7 kia khoảng 1 đến 2 lạng nữa, mặc dù hai máy nó khá là to. Dẫu sao thì với cái tầm tiền mà các bạn bỏ ra khoảng 30 triệu thì với cá nhân mình nhá, mình sẽ lựa chọn chiếc G7 vì mình thích là một cái build cứng cáp của kim loại và thương hiệu lớn, thương hiệu Dell. Ok, câu hỏi thứ 6 của bạn Đức Nguyễn. Nên chọn Ryzen 5 4600H
RAM 32GB, SSD 512GB, HDD 1TB và Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, SSD 512GB và HDD 1TB ạ. Nên chọn cái combo nào nó sẽ hợp lý hơn. Ở đây thì tùy công việc của bạn thì chúng ta sẽ chọn xem là chip hiệu năng cao hơn hay là chọn nhiều RAM hơn thôi. Còn đối với bản thân mình thì mình sẽ chọn Ryzen 7. Bởi vì là nếu như mà sau này công việc của chúng ta mà yêu cầu RAM cao thì bạn có thể nâng cấp thêm RAM. Chứ làm sao có thể nâng cấp xung nhịp được cho chip được, đúng không? Chúng ta nên ưu tiên cho chip thì hơn. Còn RAM thì lắp cái gì thì lắp được, đúng không? Lắp thêm RAM được mà. Vậy đó là câu hỏi của bạn Đức Nguyễn. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 7 của bạn Tuấn Vlog. 10 triệu mua nên mua máy gì để cốt ạ? Em yêu cầu bàn phím ổn, bền đẹp, mong anh trả lời. Ở trong tầm giá 10 triệu mà bạn yêu cầu là bàn phím ổn, bền đẹp thì chúng ta có thể tham khảo những mẫu như là Dell Latitude A770 hoặc là HP 404G1. Cũng đều là những chiếc máy mà trong tầm giá này mà có bàn phím ổn, bền và đẹp nữa. Ngoài ra thì tầm này tôi cũng vừa mua cho người yêu một con 450S thì cũng tầm giá 10 triệu thì thấy tôi cốt khá là ổn, bàn phím ngõ khá là sâu. Và hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ có thể khoảng 2-3 lựa chọn nữa để cân nhắc nhá. Còn lớp 8 của bạn Lương Nguyễn. Anh ơi, Dell XPS 9560 và Dell 5510, em học công nghệ thông tin, marketing, không game ạ, em cảm ơn. Với nhu cầu của bạn thì việc học marketing thì cũng không cần phải yêu cầu máy có cấu hình quá cao đâu. Ở đây thì hai chiếc máy này đều có cấu hình đủ với nhu cầu học tập và làm việc của bạn. Nhưng mà bản thân mình thì sẽ chọn XPS 9560 bởi vì là việc học marketing về công nghệ thông tin thì cũng không cần phải sử dụng đến CPU Quadro ở trên Dell 5510 đâu. Và Quadro 5510, Quadro trên chiếc 5510 đó thì phục vụ cho anh em vào học xây dựng thì sẽ hợp lý hơn, còn với những bạn học marketing thì gần như đó là một trang bị rất thừa thãi nhá. Ok, hy vọng qua câu trả lời bạn sẽ tìm được mẫu máy mà ưng nhất với bản thân là chiếc XPS. Câu hỏi thứ 9 của bạn Nam Nguyễn. Anh ơi cho em học hỏi là học kinh tế nhưng mà cũng nhu cầu chơi game LOL, Valorant, GTA cho tầm 22 triệu thì chọn máy nào? Ui, quá nhiều lựa chọn luôn. Quá rất là nhiều lựa chọn. Nếu bạn chỉ học kinh tế thôi thì chọn máy nào cũng được, nhưng mà ở đây bạn yêu cầu là có chơi game như là LOL hoặc là GTA 5. Với tầm giá 22 triệu chúng ta có rất là nhiều lựa chọn, ví dụ như là Legion 5 bản R5 này, ROG G512 này hoặc là Acer Nitro 5. Và đặc biệt là với những tựa game này như kiểu LOL, Valorant thì có màn hình tần số quét cao là ưu tiên nha bạn nhé. Còn cấu hình của mấy chiếc máy này thì nó dư sức để chơi rồi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ 10 của bạn An Lê. Khoảng 20 triệu cho nhu cầu học an toàn thông tin thì anh tư vấn cho em với ạ. Với tầm giá 20 triệu mà học an toàn thông tin thì chúng ta sẽ có những mẫu như là ThinkPad T490, T490S hoặc là Latitude 7490 và chúng ta có thể có dư tiền để mà lắp thêm RAM hoặc là SSD cho chiếc Latitude 7490 này luôn. Và trong tầm tiền này có cả Acer Q407iQ này, Acer ZenBook này, rất nhiều lựa chọn luôn. Nhưng mà những mẫu đấy thì lại là Ultrabook, chúng ta không lắp được thêm RAM hoặc là SSD. Thường thì mẫu đấy họ lại hàng chết RAM mất rồi, thế nên đó cũng là một sự bất tiện hơi nhẹ nhẹ. Ok, hy vọng qua câu trả lời thì bạn sẽ tìm được mấy mẫu máy ưng ý nhất bản thân nhé. Một vài sự lựa chọn nữa. Câu tiếp theo, câu hỏi 11 của bạn Tí Quạo. Chào anh, cho em hỏi là laptop chuyên về frontend website thì có cần chú ý về phổ màu và size màu không? Anh cảm ơn. Đương nhiên là có, khi mà chúng ta làm frontend website nhá thì ngoài việc mà chúng ta cần phải cốt giao diện ra này, chúng ta còn cần phải design các icon hoặc là thậm chí là chúng ta còn cần phải photoshop một số hình ảnh nữa. Thế nếu mà đi chôm trên mạng có được không? Cũng được, nhưng mà dính bản quyền thì sẽ bay web nhanh ấy. Nghĩa là nếu mà đi chơi trên mạng mà nó dính bản quyền là đi luôn, cũng như làm YouTube đúng không? Hay phết. Mà có đi chơi trên mạng thì chúng ta cũng phải nhìn xem là màu sắc nó có chuẩn không này, hay đúng là rồi. Độ size màu của cái đấy nó có chuẩn không, có ưng ý với khách hàng không. Thì đấy cũng một điểm mà chúng ta cần rất là lưu ý. Màn hình phổ màu cao và độ size màu cũng là một điểm mà chúng ta cần quan tâm. Cấu hình thì không cần quá cao đâu, nhưng mà độ phổ màu và độ size màu thì cần phải ổn một chút. Là cái điểm ưu tiên. Ok, còn tiếp theo câu hỏi 12 của bạn Nam Đình. Tầm 30 triệu hoặc ít hơn một chút, hoặc hơn một chút thì nên mua HP Omen Ryzen 7 hay là MSI GL65i7 10750H ạ? Ở đây thì hai chiếc máy này, mỗi chiếc máy sẽ có một điểm nhấn và một điểm mạnh khác nhau. Nếu mà bạn thích hiệu năng cao, pin trâu thì sẽ chọn Omen, và nếu mà thích thiết kế và bàn phím thì sẽ chọn GL65. Bản thân mình thì mình sẽ thích chiếc GL65 hơn. Còn bản thân mình thích chiếc Omen hơn, tại vì mình làm so sánh mình thấy là Omen có khá nhiều điểm vượt trội. Tại vì Omen tôi thấy nó hơi nhỏ, nó nhỏ, nó mỏng hơn một chút nên là tôi thích mấy con đấy. Câu tiếp theo, câu hỏi của bạn 13, câu hỏi 13 của bạn House 3D Vlog. Anh ơi tư vấn lắp để chạy Lumion 10 mượt với ạ, cảm ơn. Lumion 10 thì là một phần mềm kết xuất 3D mà rất được các anh em kiến trúc sư sử dụng rất là nhiều hiện nay. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉ cần là CPU đơn nhân cao này.
Lumion thì cần sử dụng chủ yếu là GPU. Chúng ta sẽ lựa chọn những chiếc GPU mà có điểm 3D khoảng từ trên 6000 trở lên. Ở đây thì mình khuyên là các bạn có thể sử dụng là từ GTX 1650 trở lên. Bởi vì GTX 1650 thì sẽ có điểm GPU khoảng từ 7K7 trở lên, rất là phù hợp cho nhu cầu sử dụng. Với tầm giá, ở đây bạn lại không nói tầm giá. Thì nếu như mà bạn sử dụng thì có thể là G512 hoặc là Lenovo Legion 5 bản Intel thì đều rất là phù hợp với nhu cầu của bạn. Ok, và qua câu trả lời của mình thì tôi định hình được là những con cặp đồ họa nào mà chạy 3D Max ở trên Steam, cái phần mềm trên Steam có bán khá là nhiều, thì điểm khoảng trên 17.7 là sẽ có thể phù hợp và đáp ứng nhu cầu sử dụng của phần mềm Lumion 10. Lumion 10 thì chỉ cần trên 6.000 thôi. Nhưng mà thường thì tôi thấy là bây giờ ấy thì GTX 1650 là khá là nhiều ấy, thì anh em có thể lựa chọn cái đấy là dễ hơn. Ok, quá ngon luôn. Câu hỏi 4 của bạn Long Lê. Anh ơi cho em hỏi cái cấu hình chơi game laptop Acer Aspire 7 i5 GTX 1050 bán ở bên shop với, thì câu hỏi đầu tiên là liệu với laptop vừa trên thì sạc vừa dùng có vấn đề gì không? Bộ sạc đi kèm máy có đảm bảo không vậy? Thứ hai là cấu hình như vậy thì trong thời gian ra mắt về vài năm trước thì liệu dùng được bao lâu nữa với nhu cầu chơi game như LOL và sử dụng để học tập, sử dụng được bao nhiêu lâu nữa? Em học ngành kỹ thuật điện và điện tử. Câu hỏi thứ nhất thì mình sẽ trả lời cho bạn là bộ sạc của máy thì hoàn toàn là đảm bảo đi kèm với máy để sử dụng ổn định nhất và đảm bảo về cái thời lượng pin và cái hiệu năng sử dụng nhất. Thứ hai trong cái phần câu hỏi này là bạn phải vừa cắm sạc và vừa sử dụng khi mà chơi game làm việc, nhưng lúc đấy pin phải đầy, pin các bạn phải đầy. Nếu mà pin các bạn đang bị thấp quá thì bạn hãy cắm sạc chờ một thời gian cho pin nó đầy hẳn đã xong bắt đầu sử dụng. Thì lúc đấy là sẽ đảm bảo được pin tốt nhất. Ở pin hay là nổ hay là bế chai thì mình đã làm một video trên kênh rồi, thế nên bạn hoàn toàn có thể tham khảo những video đó ở trên kênh Laptop Gen nhé. Câu hỏi thứ hai là nếu với nhu cầu cấu hình như này thì khoảng vài năm nữa thì dùng ok không? Thì mình nghĩ là với chỉ LL và những cái phần mềm điện điện tử đấy thì hoàn toàn có thể đáp ứng được khoảng 3 đến 4 năm nếu các bạn sử dụng mà vệ sinh tra kem tản nhiệt các thứ là đều định kỳ đầy đủ hết thì chắc chắn là vẫn sẽ sử dụng được cực kỳ là ok luôn trong khoảng 3 đến 4 năm nữa. Ok, và đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi thứ 14 của bạn Long Lê. Câu hỏi 15 của bạn Ui Thích Bùi. Anh ơi cho em hỏi học ngôn ngữ Anh thì nên chọn máy nào? Anh có chơi LL, anh có thể tư vấn chiếc cụ thể luôn không và tầm giá dưới 20 triệu. Em rất là cảm ơn và chúc kênh phát triển. Cảm ơn bạn. Ở đây thì bạn học ngành ngôn ngữ Anh là một cái ngành mà nó không yêu cầu cấu hình quá cao đâu. Bạn nên chọn những chiếc máy nào mà mỏng, nhẹ, đẹp và đầy đủ các cổng kết nối, bởi vì ngành này là chúng ta cần phải thuyết trình khá là nhiều đấy. Ở đây thì mình khuyên bạn là có thể sử dụng chiếc ZenBook 707 EQ. Ở trên kênh thì chúng mình đã có một bài review rất là chi tiết về chiếc máy này rồi. Mình có thể để link ở bên dưới này hoặc là bạn có thể tự tìm ở trên kênh nhé. Hoặc là trong tầm tiền chúng ta có ZenBook UX435 này, hay là ThinkPad này, có rất rất nhiều luôn. Và mình nghĩ trong tầm tiền này mà chỉ chơi LL thì cứ lấy ZenBook Q407 EQ cặc rời, chơi vẫn đã nhất, ngon nhất luôn. Ok, câu hỏi 16 của bạn là Mitsu 22 giờ trước là ad cho em hỏi A17 có mắc hơn A15 không? A17 thì đúng là có mắc hơn A15 một chút thôi, nhưng mà không nhiều đâu, bởi vì bên trong hệ thống tản nhiệt của hai chiếc máy này thì khá là giống nhau đấy. Nó như kiểu một phiên bản phóng to ra thôi, chẳng có gì khác cả. Ok, câu hỏi 17 của bạn Quang Huy Trịnh và cũng là câu hỏi cuối cùng. Hôm nay em hỏi bác về ngành kỹ thuật máy tính đó, có chơi một vài tựa game eSports, Genshin Impact, học tập trường đại học 4 năm. Với đặc thù ngành em là có nâng được hầu bao lên 30 triệu thì có lap nào cho tầm giá ngon không? Với ngành kỹ thuật máy tính thôi thì thường mình sẽ khuyên bạn là chọn các mẫu ThinkPad nhỏ gọn, đủ cấu hình và lại còn bền bỉ nữa. Nhưng mà đây thì bạn còn chơi cả game như kiểu là Genshin Impact với lại cả eSports nữa trong vòng 4 năm đại học. Thì nếu như mà đủ kinh tế thì mình sẽ khuyên bạn lựa chọn là Legion 5 bằng R7 hoặc là Omen R7 1660 Ti sẽ phù hợp với nhu cầu chơi game trong vòng 4 năm đại học của bạn. Omen bây giờ đang là hot boy của những bạn anh em game thủ như thích tính di động này, pin trâu này, đặc biệt rất nhiều yếu tố màn hình đẹp các kiểu luôn. Và đặc biệt là giá rất tốt dưới 30 triệu. Và đặc biệt giá còn tốt hơn nữa nếu bạn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm của mẫu HP Omen mình sẽ để dưới phần mô tả video nhé. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Và nếu anh em có những câu hỏi hay những băn khoăn gì hoàn toàn có thể để dưới phần bình luận để bọn mình sẽ làm tổng hợp trả lời trong những video tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số hỏi đáp tiếp theo. Mình là Duy View và mình là Minh. Bye bye.